Rồi hello, chào bạn quay lại kênh Cá Kho Vlog Trần Đức Cường. Giờ mình đang ở huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai các bạn. Lên ghé nhà một anh trai, anh đang có cái hồ cá, mình vô mình coi xí anh xem. Cái chỗ này lớn quá anh. Ồ, mặt bằng quá chừng lớn luôn. Ủa bữa anh làm hồ này lâu chưa anh? Bữa em cho hàng xuống đó là à, dạ dạ dạ. À đây có cái máng đây nữa hả? Chất lượng nước hơi bị vàng anh. Anh cho ăn ổ phân rồi diện động lên trên này luôn hả? Bơm lên đó. Dạ. Bơm lên ra đậu. Này ra này là có phân luôn nè. Ủa anh nuôi cá gì, cá nhỏ chi vậy? Cá nhỏ chi vậy? Cũng nó luôn á, mà nó nuôi hoài nó không lớn. Mấy con đó vài bữa chứ bỏ. Không. Mấy con lòng tông hơn gì kìa. À mấy con bảy màu. À. Anh bỏ vô đó chị. Vớt ra vợ. Rồi em coi cái hao lọc được. À anh thiết kế cái kiểu cái tấm kiến dưới hả? À anh làm cái kiểu là có cái xây cái nành ở trên mà cái kiến lại nằm ở dưới. Đúng rồi. Dạ nhìn như vậy thì nó hơi khuất phải không? Hơi khuất. Không có nổi được cái tấm kiến. Giờ em thấy người ta làm cái tấm kiến ở trên thôi. Để nguyên tấm kiến nhìn nó đẹp. Được phải không? Dạ rồi, em thấy rồi. Quá trời luôn, quá trời phân luôn. Ồ, anh nuôi cá Nhật hả? Có mấy con ạ. Phân quá trời luôn. Cái này là luồng, anh thấy không? Phân nó di chuyển cực kỳ ít luôn. Nó cực kỳ ít phân, nó quá trời luôn mà nó luồn nó yếu quá. Ủa bữa anh xài cái máy gì? Luồn này một cái à, hai cái mặt mà. Luồn đây, luồn đây. Cái. Ủa sao anh xài luồn mặt không vậy? Luồn ở giữa, cái anh biết sao không? Cái hồ anh nó thấp, anh chỉnh cái luồn chính giữa đi. Thấp xuống nữa hả? Chính giữa cái mặt nước và ấy luôn. Là khi cái nó phát ra là như cái loa á, là nó sẽ gom cả trên và dưới luôn. Chứ anh làm ở trên không thì ở dưới nó cái này nó ở dưới nhiều nè. Với lại bên này thiếu nè, tại một cái luồng này nó thổi tầm trứng khoảng chừng 3 mét à. Chỗ đó anh quay ra chính giữa đi. Còn cái chỗ này quay ra luôn, chứ sao anh thổi vô đây làm chi? Ở trong này nó không có cái hút nào hết. Anh nên quay cái luồng làm sao mà nó về cái hướng của cái hút. Thí dụ như ở đây có cái hút đáy nè, ở đây hút đáy nè, thì anh phải quay về cái hướng này. Còn ở trong này thì kệ nó, một lát nó bị sẽ bị cuốn theo cái chiều nước. Khi anh thổi về hướng này á, thì cái lực đẩy ra thì nó sẽ bị cuốn theo, hoặc là cá nó sẽ đưa nó về đây. Đó nên anh không có cần xoay vô, anh chỉ cần xoay về đúng chỗ hút thì nó cái hiệu quả hơn, nó sẽ vô cái hút liền. Rồi hút mặt rất là ok nè anh. Hút mặt bên này nó bị nghiêng kìa anh. Nó bị nghiêng, cái nó nghiêng là khi nó nghiêng là rớt xuống, nó dính luôn cái hút mặt luôn. Nó sẽ không còn nổi lên bền nữa. Cái hồ mình mấy khối anh ha? Tổng cộng 5 khối đó. 5 khối. Nước thì chắc 3 khối mấy. 3 khối mấy hả? Vậy à. Ủa sao không? Chắc hơn á anh. Ba khối mấy không này nhiều lắm. Cái này quá trời luôn á. Không, ba khối mấy à. Anh đo, anh tính sao đo, cái tính cái này dài nhiêu anh? Dài cái này 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 viên 30, 4 mét rưỡi. Cái này 1 rưỡi luôn đi. Cái này 1 rưỡi. 4 mét rưỡi với 1 rưỡi là 60, cao nhiêu anh? Cao này nước này 0.5 là hết. Đâu dám đâu, đâu có hay sao, nhiều lắm anh. Không, 5 tấc, 6 tấc nước đi, cho 6 tấc đi. 6 tấc đi. Có 3 khối rưỡi. 3 khối 6 rồi hả? Ừ. Rồi còn cái lọc này khoảng 1 khối hả anh? Chắc không tới. Ủa này, bụi chắc. Trắng. Wow, ô, nhìn. Chỗ chứ của mình bữa giờ là chỗ hết đó. Dạ. Đó, lọc ngăn kỹ lắm á, bên kia là không có sót cái gì qua luôn mà. Bốn ống hút đáy ha. Bốn cái đáy hai cái mặt về đây hết. Nó nổi lên đây, xong rồi phân qua đây. Không qua đó mới tràn qua. Phân qua đây rồi qua bên ở phía một cái ô này là chổi không luôn, lắng không luôn. Lắng không, em mở bên kia cho em xem nè. Dạ. Cũng là vẫn là chung một hàm lắng. Qua này trong veo rồi đúng không? Qua trên này thì đâu có gì nữa. Nhưng mà sao đầu nước nó cũng vàng không?
Dạ, anh đâu có bỏ UV đâu, biểu sơn vàng. Ủa vậy hả? Dạ. Anh mở cái coi bên này này cà phê dạ. Qua đây là trong Bắc rồi. Dạ. Và bên này OG mắt. Mắt không? Như mắt với xứ. Xứ anh bỏ dưới luôn. Dạ rồi, qua bên này thì đâu còn gì qua nữa đâu. Còn gì nữa đâu mà. Ống thông ngang anh làm ống mấy? 4 ống 90 hả? 6 ống hả? 6 ống, 8 6, ống. 8 ống 90. À, mỗi ngang thông bên kia qua đây cũng à, qua đây cũng vậy không, nước nó đi êm không, anh thấy êm ru không? Vậy là ống, vậy là ống, ống dư rồi, ống gì là ok rồi. Rồi UV anh để đâu vậy? Ủa anh chưa gắn luôn hả? Đang xài bơm 25 đúng không anh? Một bơm 25.000 BG nè, cho tiết kiệm điện, với một bơm bơm BD 8 cái lực nước. Anh đang xài bơm 82 đúng không? 82 đó. Là một cái lên cái tháp này với lại ra cái cái máy nhỏ đó. Vậy cũng được rồi. Giờ anh lấy thêm cái 82 để làm luôn hả? Có, anh lấy 82 anh tính là hút cái này lên rồi lượt lại lần nữa rồi mới xuống bên cái chổi. À không. Không được. Anh hút vậy vô phân nó đánh cánh quạt nát rồi nó vàng khè nước luôn. Ờ, được. Thì để bơm cái xe cua. Bơm đó một xe cua, hai là anh gắn làm cái luồng luôn. Ẩm luồng mà giờ ống nổi xấu quá. Không, anh nhét nguyên cái bơm xuống dưới luôn. Nó thổi luồng thôi. À, cái bơm thổi đây vậy hả? Ở chỗ này em thấy không có đúng không? Không có gì hết. Anh bút vô trong đó đó. Gắn cái bơm hả? À, anh bỏ cái bơm rồi là làm cái họng lên cho cái chữ L á, xong rồi thổi từ đây ra thôi. Thổi ra về hướng này nè. À không, bỏ góc này thổi ra nè, cái góc này nè. Cái góc này góc bị góc tù. Góc tù nè, anh thổi trong đó thổi ra trong kia. Ừ, đặt trong kia. Đặt trong kia thổi ra hướng hai cái góc đáy này nè. Là nó hút vô đây. Anh cứ đặt chính giữa thôi là nó sẽ hiệu quả nhất. Hai cái kia anh cũng sửa lại luôn thành chính giữa. Còn UV anh để đây. UV anh treo ngay cái họng mà phân nó xuống. Phân nó vừa ra là anh treo UV vô. Anh treo UV vô là anh thấy nước cải thiện liền à. Với lại bây giờ anh cho ăn cám gì vậy? Cái này anh mới cho nó ăn này nè. À, dạ. 15 phút thôi thì chắc này nó mới ra. Đúng rồi, đúng rồi. Khi mà mới cho ăn là nó vậy đó, nó như vậy. Này có nửa tiếng hồ sau thì anh không thấy nữa. Dạ dạ dạ. Này cắm. Ủa cái nằm hút đấy nó đẩy đi luôn hay sao vậy anh? Mấy ông này không đẩy đi đó. Ờ ghê vậy hả? Ờ. Ờ cái nằm này nó nặng lắm mà nó đẩy được luôn đó. Đẩy rồi ra sửa ngoài. Ồ anh mua cá bao vậy luôn á hả? À cám Hikari, cám này đâu có vàng nước. Trời ơi, cho ăn cám xịn luôn. Mà không biết cám này nó có lên màu không ta cá? Dạ không, cám lên màu là cám Hikari Claw. Cho cá lên màu á? Dạ, không phải cám này. Cám này để tăng trưởng thôi phải không? Dạ. Mà lần đầu em thấy cái này luôn á. Tại cám Hikari em thấy nhớ cái bao bằng giấy. Không, chắc cái loại này loại khác. Cái này nó nhiều chủng loại đó. Cái bao đó mà hết bao nhiêu tiền anh? 10 kg mà 9,5 kg. À vậy hả? Ủa vậy không phải rồi. Ủa có giả không ta? Không, cái này lấy của tại em thấy Hikari chắc loại này em chưa có biết tại em thấy nó mắc lắm. Đúng, nó nhiều loại. Bao 15 kg mà em thấy mấy triệu, 3 triệu mấy, 4 triệu mấy gì á, 4 triệu mấy, 5 triệu gì. Cái bơm kia nó hút lên đây nó vẫn còn giữ phân ở đây. Cái này bây giờ chỉ cần sửa cái luồng là ok. Luồng giờ đi ống qua đây hả? Dạ không. Anh cắt cái ống ngắn xuống gắn vô chính giữa. Quay ra hướng kia. Còn cái ống nhỏ này là gì anh? Lục cái này xuống giữa đây hả? Dạ, lục thục xuống giữa anh cái này là gì? Cái này là lúc mà nói là làm thổi luồng đây em kêu là ống nhỏ quá đó. À, cắt bỏ đó. Cắt bỏ hả? Hai bên đó. Còn cái ống kia thì anh nối ra chính giữa được. Cái này nè. Cái ống này nha, xong cái anh cắt cái tê cắt xuống cái anh làm một cái co, anh quay ra đây cái trung tâm ở đây anh chỉ về hướng đó. À, cái này cũng cắt thấp xuống không? Cái đó cắt thấp xuống chỉ về hướng đó là được rồi. Còn hiện tại thì anh dùng luồng mặt nhiều quá. Giờ luồng mặt chạy là chính. Dạ, anh cứ bỏ xuống chính giữa tại cái hồ của anh nó thấp, nó có 50-60 thì bây giờ anh bỏ chính giữa là nó thổi đều ra có như cái loa vậy đó. Là nó sẽ cuộn phân theo, nó cuộn theo là đi vô hết được mấy cái hút được. Ồ cá bảy màu. Cái màu nó có ăn rồi, em không có nuôi chung nên em cũng không biết. Không, nó không ăn. Nó không ăn. Đẻ mà lúc đen luôn mà bữa anh xúc ở đây nè. Anh lọng cá này lại nè, làm hồ mới nè. Dạ. Ở
là còn con nào vớt qua con đó vậy không? Trước kia anh có nuôi cá chưa? Anh nuôi lần rồi. Nuôi lần rồi hả? À, nuôi cá kiểu lan nữa hả? Lan này anh có tưới rồi ở đây không? Này không, anh xài tưới bình thường, cái hữu cơ không ạ? À. Quá học rồi đi á. Là lần đầu tiên anh nuôi cá coi luôn hay sao? Hay là nuôi trước rồi? Đâu có, anh mới nuôi có 2 năm à. À, nuôi 2 năm rồi mới gì nữa, hay mua nó lâu rồi anh, 2 năm là lâu rồi. 2 năm là lựa cá ghiền rồi. Đâu rồi, từ từ dạt bớt. Dạ. Cái thác đó, mình làm hơi cao đó, thì nó sẽ lăn tăn. Cái khúc đó mình không có thấy cá. Bữa là bị cái này nằm dưới đáy. Cái nào? Cá nó rách mình hết con bộ. À, anh gỡ lên phải không? Rồi anh mới sửa cái hồ lại. Dạ. Nâng lên. Đúng rồi đó. Hồ nó rách ghê lắm. Cái này mà hồi đó anh dục luôn đi, anh làm nguyên cái hồ hiện đại quốc đá rabbit màu đen lên là nhìn sang cực kỳ. Này hả? Dạ. Cá rích hả? Đen thui luôn hết, là nhìn cái hồ nó sang lắm. Ủa mà hồi đó anh không có sơn ở trong hả? Hay là không. Anh cũng hỏi sơn rồi tùm lum rồi, anh thấy sao mà những nhức não quá. Nhức não quá hả? Bulit rồi tùm lum. Không mấy giá gạch men rồi, giá gạch men là hối hận rồi. Vậy hả? Sao vậy? Lên riêu rồi đâu. Đâu, giá gạch men đen sao thấy? À đen hả? À, hồ coi là giá màu đen hết anh. Bởi vậy. Làm đen thui hết đẹp lắm. Cũng sẽ lầm. Làm đen thui hết là nhìn con cá nó nổi. Bữa là giờ mình trắng, hôm nay đâu nó đen đen là nhìn cá nổi. Thì cái này nó cũng lên, ở đây anh có nắng nè. Ở đây khoảng chừng 6 tháng, 6-7 tháng thì nó đen đều hết. Nhưng mà bây giờ nó sẽ lởm chởm chởm. Mà anh đừng có chà nha, anh đừng có rửa gì hết. Anh để cho nó lên đều hết luôn, kệ nó đi. Rồi muốn cũng màu đen. Nhưng mà ý là cái bản chất ban đầu mình mà dự tính mình làm á, là mình làm luôn màu đen hết, nguyên cái hồ luôn. Là đẹp, là ok nhất. Ủa anh có hỏi anh Cường à, cái vụ lanh cốt đó. À vậy hả, vậy mà không sơn hả? Là thợ thì nó nhăn quá thôi. Ờ, mấy ông thợ hồ cái gì? Mấy ông thợ hồ cũng biết đâu mà. Tại nó nhăn gì biết không? Sợ. Nhăn tại vì nó làm lỗ quá rồi. À vậy? Lạnh hả? Lạnh nguyên cái. Lạnh, lạnh mà làm lỗ quá rồi. Mình cũng phụ thêm cho rồi. Thì kêu ra tự láo. Mà anh thấy giờ mà là mỗi lần thay nước đen hiếm lắm. Cái kiến này đâu có xì đâu phải không anh? Không. À, rồi anh biết sao khi mình anh làm ha, có cái bậc ở trên á thì mình sẽ khó vệ sinh cái lúc mà mình chọt cái cây xuống mình lao. À, chắc cái này chắc anh phải lao bằng tay hả? Bằng gì? Tay chứ. Dạ. Tại người ta nó có cái cây dài nè. Ừ. Chọt xuống mà anh đi một bảng nha. Nó nhanh lắm. Anh lua khoảng chừng 5-6 đường là anh sạch. Còn lao bằng tay thì động lui động tới rồi bằng tay. Dạ. Đang tay mình làm cái này sợ tấm kiến này chịu nổi nè. Buổi tối anh có bật đèn không? Có chứ. Đèn à, đèn ở trên hả? À. Đèn có, trên có đèn này nhìn đã lắm. Dạ. Còn ban ngày này, nó phản xạ cái sân này vô nè. Dạ đúng rồi, nó phản xạ vô. Bởi vậy hồ mặt kính mà ở trong mà rọi đèn xuống nhìn đẹp. Dạ. Đèn tối nó đẹp là đẹp luôn. Dạ, buổi nhưng... tối rồi. Alo. Dạ. Rồi bạn, à, dạ. Hồ 3 khối dạ. Rưỡi. 4 hút đáy 60, 2 hút mặt 60. Về ô lắng số 1 là chổi thì hồi nãy như mình có quay cho bạn xem rồi đó. Rồi các bạn cứ tham khảo. Mình đi vòng vòng mình kiếm cái hồ mình quay cho bạn xem thôi. Nên nhiều khi các bạn cứ theo dõi clip. Ủa cái con kia nó đứng hay cái gì trong ào nó bơi hả? Trời em cứ tưởng cái con gì nó bu lại chứ. Có, con này nó bị cái gì á. Đó, nó vậy nha, nó bơi vậy chứ hồi nó đứng giống như tàu ngầm nha, nó đứng tại chỗ luôn. À, vậy nó bị sao, nó bị bệnh gì rồi đó anh? Con đó là nằm trong danh sách rồi đó. Nó nằm riết là nó bị đỏ hết phía dưới luôn, xong cái nó sình lên. Cái lâu lâu là nó chạy thôi, dạ. Đó mà nó nằm thấy không, sẽ la luôn thấy không. Cái con Hy này anh mới mua hả, mới lâu chưa? Tự nhiên cái nguyên cái hồ cá coi thấy mấy con nhỏ. Ờ, chào con. Thấy không bên này. Rồi chào mấy bạn.